Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Mẫu xe ô tô điện sẽ không bán mà sẽ chỉ được cho thuê. Toyota BZ4X không được bán tại thị trường Nhật Bản. Thay vào đó, hãng sẽ cung cấp dịch vụ thuê bao. Khách hàng có thể trả phí và sử dụng theo tháng hoặc là theo năm. Mẫu xe điện sản xuất đại trà đầu tiên của Toyota, chiếc BZ4X sẽ không được bán tại quê nhà Nhật Bản. Thay vào đó, hãng tập trung vào các thị trường lớn hơn với nhu cầu tiêu thụ điện cao hơn. Theo chiến lược, xe điện mới được công bố vào tháng 12 năm ngoái, Toyota sẽ cung cấp xe BZ4X cho khách hàng tại Nhật Bản thông qua dịch vụ thuê bao ô tô Subscription Kinto sớm nhất từ tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay. Theo đó, khách hàng Nhật đăng ký sử dụng và trả phí cố định cho Kinto thường theo tháng hoặc là theo năm. Theo kế hoạch, Toyota sẽ bắt đầu sản xuất BZ4X vào tháng 4 với mục tiêu dưới 60.000 xe trên toàn cầu trong năm tài chính 2022, nhiều hơn đáng kể so với năm 2021, 14.000 xe. Hãng xe Nhật Bản cũng đặt mục tiêu sản xuất khoảng 50.000 xe BZ4X vào năm 2023. Hầu hết trong số này sẽ đến Bắc Mỹ và châu Âu, nơi có những quy định khắt khe hơn về môi trường và sự cạnh tranh gay gắt của thị trường xe ô tô điện. Toyota cho biết BZ4X sẽ có giá khởi điểm là 56.900 đô la tại Anh Quốc. Xe điện hiếm khi xuất hiện trên thị trường ô tô đã qua sử dụng ở Nhật Bản vì tình trạng hư hỏng pin ảnh hưởng đến giá trị bán lại. Dịch vụ đăng ký thuê bao xe điện của Toyota cho phép người dùng lái thử chiếc BZ4X hàng tháng trời mà không cần lo lắng về tính thanh khoản. Là một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô, nhưng Nhật Bản lại tỏ ra không quá mặn mà với xe điện vì giá điện cao và hệ thống chạm sạc còn thưa thớt. Thị trường này đứng sau Trung Quốc, châu Âu khi tỷ lệ xe điện trên tổng doanh số ô tô chỉ là 1%. Tuy nhiên, trước áp lực quốc tế, quốc gia này cũng đang có những động thái thúc đẩy việc sản xuất và sử dụng xe ô tô điện trong nước. Với cam kết đạt trạng thái trung hòa carbon vào năm 2050, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu giảm gần một nửa lượng khí thải carbon từ ô tô vào năm 2030 so với năm 2013 và đang tìm cách cấm bán ô tô chạy bằng xăng vào giữa những năm 2030. Toyota cũng là hãng xe từng bày tỏ sự phản đối quyết liệt trước làn sóng xe điện. Chủ tịch Toyota Akio Toyoda cho rằng những chiếc xe điện đang được cường điệu quá mức. Trong bài phát biểu tại cuộc họp báo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vào cuối năm 2020, Chủ tịch Toyota tuyên bố Nhật Bản sẽ hết điện vào mùa hè nếu tất cả các phương tiện đều chạy bằng điện. Ông Toyoda cũng cho rằng cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xe động cơ đốt trong sang xe điện sẽ tiêu tốn của đất nước từ 135 tỷ đến 358 tỷ đô la. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.